Xe máy từ Cần Thơ lên tới Vũng Tàu gần 12 tiếng đồng hồ, lần chạy lâu nhất trong lịch sử. Chưa mà đợt này lại mới đâu. Ý ta nói là với cái khoảng cách đó mày hiểu không? Rồi với cái khoảng cách mà pin 0% thì quay được bao lâu? Ở đây là con đường xuống suối của tụi mình. Hello, what's up anh em? Thằng này thì nó mới té ăn cái. Nó mới té ăn cái cho nên giờ nó đi chân không rồi, bây giờ mình còn đang dép. Bây giờ mình đang sợ là mình té. Xin chào anh em. Bọn mình vừa đến Suối Tiên, hay còn gọi là Núi Vinh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Suối Tiên ở trên Núi Vinh, chứ không phải là Suối Tiên còn gọi là Núi Vinh. Đây ta bước lùi cho mày về khỏi slow motion lùi ha. Núi Vinh. Từ nghe mấy đứa. Ví dụ có nào anh vừa nói mấy đứa câu mà đi từ từ mấy đứa anh té cái ạch không? Ê thiệt tình là đi từ từ mấy đứa ơi, tao quay phim. Đầu má. Thấy cái camera cái đầu bước cái chân lại sát cái camera ha. Mày thấy tao hiểu hay không Long? Giờ dính rồi nè. Ê Long. Bạn thấy thanh niên khôn lắm. Lấy một cái que củi tấm vậy. Có thang nữa em. Bạn ơi! Bạn! Không, ở trong rừng á. Đây nè, mình hướng dẫn cho các bạn cái luôn. Mình đang ở trong rừng. Mình muốn kêu bạn bè hay này kia nọ mình á, mình đừng nên kêu tên. Nó là những điều không nên. Một cách kêu mà gọi là mang cái thương hiệu của núi rừng. Thí dụ mà bạn muốn kêu bạn Đạt phải không bạn? Gì nè. Tụi bay có ai suy nghĩ tới cái vấn đề là bây giờ lội xuống gì nữa, họ lội lên như thế nào không? Mệt thôi. Nói chung mình á là dân thành thị, cho nên là khi mà mình leo núi thế này, nhiều khi mình không quen á, mình sẽ không leo nhanh bằng mấy thằng gừng rú kia. Mấy thằng gừng rú kia đi nhanh quá. Ủa sao tụi này nó đi khám phá được chỗ này khi tụi nó đang đi tu ra? Hiểu rồi chứ gì? Đúng rồi. Sau một hồi lội mệt mỏi, đây là thành quả. Để mà review cho các bạn thấy được cái độ trong của suối nó như thế nào, bây giờ mình liền cái Google xuống nước rồi các bạn nhìn lên nha. Rất là đẹp. Một vài chai nước mà team mình mua bây giờ. Bây giờ mày giờ ngâm xuống suối. Chứ không phải cho lạnh. Chứ nước thì
anh Sơn. Okay. Nhìn, được. Nhìn tuyệt vời luôn, hấp dẫn. Giờ đã xuống đây xíu. Hiểu đâu hết đâu em. Em chụp được mà. Cái khúc này luôn. Cái khúc này luôn nè. Nó tự động ra luôn á. Đủ quá rồi, thôi bỏ đi chứ. Như các bạn có thấy thì chúng tôi đang nhóm lửa trên bờ sông này, giống như là tự đau giác mà khi mình mới vừa đóng xuống lạnh xong mình lên mình ăn cái trứng gà nóng thì rất là tuyệt vời, ấm hồn. Còn cảm giác gì bằng nữa bây giờ mình đang nhóm lửa chưa có chín chưa á, chưa chín đâu cô. Cái này nó hơi khác xưa rồi. Đậu mà kinh khôi. Ăn giùm luôn, em ăn thử. Ừ.